Vâng, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tù 8. Hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Đây, hôm nay là ngày giỗ tổ Hùng Vương ở Phú Thọ chúng tôi đây. Để tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khách hàng đang theo dõi kênh YouTube của Đồ Gỗ Tù 8. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện một bộ ghế tần thủy hoàng cột 12, hoàn thiện mộc cho anh Cường tại Tân Sơn, Phú Thọ. Vâng, anh Cường có đặt chúng tôi là một bộ bàn ghế tần thủy hoàng và một kệ tivi hương đá và một sập thờ nữa. Thì kệ tivi và sập thờ thì chúng tôi đang cho công nhân đánh giáp phía trong kia. Bên ngoài này có bộ ghế tần thủy hoàng thôi, nên là tôi sẽ tiện thể giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ ghế tần thủy hoàng trước. Đây là tổng thể của bàn ghế, là bao gồm có 6 món đây. Cột 12, chất liệu gỗ hương đá. Chỗ này là ánh nắng nó bị gì hơi ngược sáng, ánh nắng nó không tự nhiên nên là không nhìn rõ được. Tôi sẽ quay gần hơn để mọi người có thể xem được chi tiết như là vân gỗ của cái bộ ghế này. Trên màn hình là hình ảnh một chiếc ghế con. Dáng ghế rất là đẹp. Tôi quay gần hơn để mọi người có thể nhìn thấy vân gỗ. Khi nó mọc và nó còn bụi nên là quý vị nhìn là nó sẽ không được nổi. Như là khi chúng tôi hoàn thiện lên thì là cực kỳ đẹp luôn. Vân gỗ nổi cực kỳ đẹp luôn. Đây là mới chỉ mọc thôi, nhưng mà nhìn thấy vân gỗ như này rồi thì là lúc hoàn thiện nên thì là vân sẽ nổi rất là rõ. Vì là ánh sáng nó ngược sáng và chúng tôi mới làm mọc xong nó còn nhiều bụi cắm cưa ấy, nên là nhìn nó bị trắng. Lấy hộ cái rẻ lau xấp nước. Đấy, đây là chiếc ghế con nhá, và phía bên này là bàn. Cái rẻ lau dấp tí nước à? Để lau này. Đây là chiếc bàn này. Bé thôi, lấy cái bé thôi. Đó, chiếc bàn này vân gỗ này. Nguyên một lá mọi người nhé. Nguyên lá này rất là to và cũng là vân gỗ hoàn toàn tự nhiên đây, kể chính chiếc đôn này vân gỗ cũng rất là đẹp. Tôi phải để máy thật gần đấy thì là quý vị mới thể nhìn rõ được vân gỗ lên, vì là nguyên mộc nên là nó không nổi vân gỗ. Bên này là hình ảnh của chiếc băng già. Đây này, khi chúng tôi dùng nước lau lên là vân gỗ nó cũng nổi lên giống như là khi hoàn thiện nhé. Tôi sẽ lau cho mọi người xem. Đấy, quý vị có thể thấy vân gỗ đây này, khi hoàn thiện lên là vân gỗ nó cũng nổi như này nhé. Khi hoàn thiện thì là vân gỗ là cũng nổi như này hết này. Tất cả kể cả từ những cái đôn này. Để tôi lau những cái đôn này thì quý vị xem. Đấy, vân gỗ hết. Hoàn toàn tự nhiên này, để nguyên mọc đây. Chiếc ghế dài này, thế này. Và những cái trống tay này là chúng tôi làm rất là to và trông cực kỳ là chắc chắn, khỏe khoắn luôn. Đây là phần ván mặt của chiếc đoạn dài. Tôi quay kỹ cho mọi người cũng như là anh Cường xem. Phần mộc thì là chúng tôi chỉ quay qua thôi để hôm
khi hoàn thiện xong thì chúng tôi sẽ quay một video khác gửi tới anh. Còn đi vào trong kia là chiếc kệ tivi đang được những người công nhân của chúng tôi đang đánh dây giáp. Đây. Ở trong kia là chiếc kệ tivi của anh Cường đang được chúng tôi đánh dây giáp. Còn một chiếc sập thờ nữa thì chúng tôi đang có quá trình đục và chưa lên khung được. Nhưng là khi chúng tôi xong là chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh. Đây là xưởng sơn của chúng tôi nhé. Ngoài ra thì tại xưởng của tôi là còn rất nhiều những cái sản bộ ghế khác nữa. Rất kính mong quý vị và các bạn mà có nhu cầu tham quan mua sắm hay đồ gỗ thì có thể đến tham quan trực tiếp. Mọi chi tiết là chúng tôi để thông tin ở đây rồi, mọi người có thể liên hệ theo địa chỉ trên màn hình đây, số điện thoại 0937 50886 hoặc truy cập website đồ gỗ tùng8.com.